Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất mình trú ngụ, mà dùng đất, đá, tre, gỗ dựng cất cái khám hoặc cái thất. Ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất đai màu mỡ, hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi, ba là người đã mất được sanh thiên, bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ, năm là mọi mong cầu đều được toại ý, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là ra vào đều có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp nhân thánh. Lược giảng. Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất mình trú ngụ, mà dùng đất, đá, tre, gỗ dựng cất cái khám hoặc cái thất để thờ Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời này và đời sau, có những chúng sanh cất cái khám thờ Địa Tạng Bồ Tát bằng đất, bằng đá, bằng gỗ hay bằng tre, ngay trên một khoảnh đất sạch sẽ, thanh tịnh về phía nam của nơi mình cư ngụ. Rồi họ ở trong cái khám đó mà tô vẽ hình của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là dùng vàng, dùng đồng, dùng bạc, thậm chí có thể dùng cả thứ vật liệu rất rẻ tiền như sắt để đúc thành tượng Bồ Tát Địa Tạng. Và họ lại ở trước hình tượng của Bồ Tát mà chí thành, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, nhìn ngắm, luyến mộ, ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Tôi lấy một ví dụ, chẳng hạn khi một người nam thích một người nữ, thì cậu ta cứ hết nhìn lại ngắm, hết ngắm lại nhìn cô ta. Hoặc như lúc một người nữ thích một người nam cũng vậy, cô ta cứ hết ngó lại nhìn, hết nhìn lại ngó cậu ta. Nhưng cái nhìn đó có tính cách không thanh tịnh, vì cái nhìn ẩn chứa dục niệm. Quý vị cần phải chuyển dục niệm thành trí huệ, phải dùng cái niệm thanh tịnh của trí huệ để chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta phải nhìn Ngài Địa Tạng với vẻ thanh tịnh tự nhiên, chứ chẳng phải như cách nhìn đắm đuối của một đôi nam nữ yêu nhau. Cho nên ở đây nói là chiêm lễ, khen ngợi. Quý vị có thể chiêm ngưỡng, đảnh lễ và ca ngợi như vậy: Nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát thật vô cùng to lớn. Mọi người chúng ta đều nên tin tưởng vào Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta hãy cùng nhau tụng kinh Địa Tạng, đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên, nay tôi tặng quý vị hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, và quý vị mang về nhà có thể suốt ngày nhìn ngắm, chiêm ngưỡng hoài mãi, cho đến lúc quý vị thành Phật hay trở thành như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Thế thì, ở ngay nơi những người này cư ngụ sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất đai màu mỡ. Đất cát nơi những người ấy sinh sống đều rất tốt, rất phì nhiêu. Ví như trồng bất cứ loại cây gì thì cũng đều được tươi tốt lớn mạnh. Như ở tiểu bang Alaska chẳng hạn, đất đai phì nhiêu, ruộng vườn trù phú, người ta trồng được giống bí đỏ trái rất lớn. Hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi. Ngoài việc đất đai được trù phú ra, nơi cư ngụ còn cần phải được yên vui. Bởi nơi ăn chốn ở mà không được an ổn vui vẻ, thì đất đai có màu mỡ cũng chẳng ích lợi gì. Cho nên nhà cửa được xây cất trên những sở đất như thế thì không phải lo nạn động đất. Nhà cửa luôn an ổn, tức là nơi ăn chốn ở mãi mãi được bình yên. Ba là người đã mất được sanh thiên. Điều lợi ích thứ ba là cha mẹ đã qua đời, hoặc là cha mẹ trong bảy đời của những người ấy đều được sanh lên cõi trời. Vì sao họ được sanh lên cõi trời? Chính là nhờ con cái của họ chiêm ngưỡng Địa Tạng Bồ Tát,
đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, tin tưởng và nương theo Địa Tạng Bồ Tát. Bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ. Đây là điều lợi ích thứ tư. Có người hoài nghi rằng, về việc người đã chết được sanh lên cõi trời, tôi vẫn còn có chỗ hoài nghi, không thấy là chắc chắn lắm. Có sanh thiên hay không, điều này vẫn còn rất đáng ngờ. Đây chẳng qua là thầy giảng như vậy mà thôi, chứ còn chuyện sanh thiên hoặc không sanh thiên thì tôi cũng chưa hề thấy. Quý vị muốn thấy ư? Thế thì hãy dụng công tu tập. Khi nào đắc thiên nhãn thông thì quý vị sẽ nhìn thấy được ngay. Những việc mà quý vị không thấy được thì hãy khoan nói tới. Bây giờ tôi sẽ nói tới điều mà quý vị có thể nhìn thấy được. Lấy thí dụ, cha mẹ của quý vị rõ ràng là mạng số chỉ tới 50 tuổi, mà bây giờ sống được 80 tuổi. Hoặc rõ ràng mạng số là 80 tuổi, mà nay sống tới 100 tuổi. Như vậy là thọ mạng được gia tăng. Để tôi kể cho quý vị nghe một sự việc có thật. Đó là chuyện của thân sinh ông cư sĩ họ Đàm. Năm ông cụ được 79 tuổi thì bói toán nói rằng nội trong năm đó cụ nhất định sẽ tạ thế. Thế là ông cụ sợ hãi, bèn chạy đến xin quy y với tôi. Lúc quy y, cụ còn ra điều kiện với tôi. Tại sao cụ chịu quy y? Vì ông cụ muốn tôi bảo đảm là cụ sẽ được sống thêm 10 năm nữa. Tôi nói, được, 10 năm nữa là chuyện nhỏ thôi. Và thế là tôi nhận lời. Sau khi tôi hứa nhận, ông ta sống tới bao nhiêu tuổi? 91 tuổi, tức là sống thêm được 12 năm. Lúc nhận lời cho ông cụ sống thêm 12 năm, tôi có nói, được thôi, chỉ cần ông nghe lời tôi, y giáo phụng hành, thì tôi có thể bảo đảm là ông sẽ sống thêm 12 năm nữa. Tôi tuyên bố như thế, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng quả nhiên, ông cụ không chết vào năm 79 tuổi, mà còn thọ thêm được 12 năm nữa. Ông cụ qua đời ở tuổi 91. Sau đó, vợ ông ta cùng hai người con gái đều tin theo đạo Phật. Năm là mọi mong cầu đều được toại ý. Quý vị nói rằng từ nãy đến giờ chỉ thấy nói đến những điều lợi ích cho người khác, chứ chưa thấy đề cập gì đến bản thân mình. Thế thì bây giờ điều này là lợi ích cho bản thân quý vị đây. Quý vị muốn gì được nấy, mọi điều mong cầu đều được toại nguyện. Hãy nói về một vấn đề thường tình đối với người đời cho là rất quan trọng, như chuyện hôn nhân chẳng hạn. Một người con gái ước mơ gặp được một người chồng tốt và một chàng trai mong cưới được một người vợ hiền, thì nhất định đều được toại nguyện. Đó là nói về người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì sao? Nếu người ấy cầu mong được trở thành một vị sư giỏi hoặc một ni sư tốt, thì chắc chắn cũng sẽ được toại tâm mãn nguyện. Sáu là không có tai họa về nước và lửa. Điều lợi ích thứ sáu là không bị nước lụt cuốn trôi, cũng không bị hỏa hoạn thiêu đốt. Vừa rồi tôi có đề cập đến bốn vị đại thần trong hư không, nhưng tôi chưa nói về hình dạng của họ. Bây giờ nhân nhắc đến thần lửa, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về vị thần này. Thần lửa có hình dáng như thế nào? Thần lửa trông giống như loài chim sẻ, toàn thân đều màu đỏ và chỉ có một chân. Thần lửa tuy có tên, nhưng khi quý vị gọi đến tên ấy thì thần sẽ bỏ chạy mất dạng. Chứ không như chúng ta, hễ gọi tên ai thì người đó liền đến. Thần lửa tên là gì? Thần có tên là Phương Miễn, họ Phương, tên Miễn. Hễ nghe quý vị gọi Phương Miễn thì thần lửa sẽ bỏ đi nơi khác, không ở đây nữa. Còn nếu quý vị không gọi đến tên của thần thì thần cứ ở lại đây, bảo thế nào cũng không đi. Vị thần lửa này thật lạ đời như thế. Lại nói về thần đất. Thần đất có hình dáng như thế nào? Thần đất trông giống như một cậu bé có cặp mắt màu đỏ,
tai dài thậm thượt chấm đất. Quý vị đã từng trông thấy đứa bé nào giống như thế chưa? Đó là thần đất đấy. Thần đất cũng có tên là gì? Thần đất tên là Võng Tượng, và rất khó mà gặp mặt vị thần đất này. Nhưng khi gặp được thần, nếu quý vị có thể bắt giữ thần lại và đem nấu chín rồi ăn thịt của thần, thì quý vị sẽ biến thành vị thần đất kế tiếp. Đây là việc có thật chứ chẳng phải là chuyện đùa đâu. Bảy là trừ sạch việc hư hao. Điều lợi ích thứ bảy là không có các thứ hư hao. Hư hao tức là hư kinh quái vị. Các thứ tai nạn, các sự việc kinh khủng kỳ quái xảy đến mà quý vị không tưởng tượng nổi và không ngờ tới được. Điều lợi ích thứ bảy là những việc hư hao này đều tiêu trừ không còn nữa. Tám là dứt hẳn ác mộng. Có nhiều người lúc ngủ thường mơ thấy những việc dữ, mộng thấy có người đánh mình, giết mình, hoặc có con cọp muốn ăn thịt mình, hoặc là quỷ vô thường muốn bắt mình đến gặp Diêm La Vương. Có người thì mộng thấy quỷ yểm mị cưu bàn trà đè trên mình, ú ớ nói không ra tiếng, toàn thân cứng đơ không nhúc nhích được. Nhưng nếu quý vị cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Ngài, thì những việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Dứt hẳn ác mộng, tức là cắt đứt hẳn, dứt tuyệt, hoàn toàn không còn chiêm bao thấy ác mộng nữa. Chính là ra vào đều có thần theo hộ vệ. Ví dụ, quý vị đi trên đường phố, rõ ràng bị xe đụng hất văng ra xa cả mấy thước, thế mà quý vị không hề hấn gì cả, và đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ thường hễ bị xe đụng văng ra xa như thế thì nhất định sẽ bị gãy xương, đứt gân. Nhưng quý vị để không việc gì, không cần phải đến bệnh viện, mà vẫn có thể đứng dậy phủi phủi áo quần rồi đi tiếp như thường. Đó là vì sao? Chính là nhờ có thần linh che chở, phù hộ. Ra vào đều có thần theo hộ vệ. Có nghĩa là khi quý vị ra đường hoặc lúc ở nhà, khi ra lúc vào đều có thần linh âm thầm đi theo bảo hộ. Mười là thường gặp nhân thánh. Nhân thánh là gì? Là cái mầm mống để trở thành bậc thánh, cái nhân hạnh dẫn đến thánh quả. Như khóa tu học hè của chúng ta ở đây chẳng hạn, đây chính là nhân thánh vậy. Cho nên, trong 6 tuần lễ này, chúng ta chuyên chú giảng kinh thuyết pháp, chăm chỉ cần cù, dụng công tu hành. Có thể nói là quý vị tìm khắp cả thế giới cũng không thể nào tìm ra được một khóa tu học hè cam go như thế này. Nếu quý vị nói rằng mình không muốn bản thân phải phấn đấu cực khổ vất vả đến thế, thì quý vị sẽ không thể nào gặp được nhân thánh. Quý vị hiện nay tuy có vất vả, có chịu khổ, chịu cực, nhưng đây chính là cơ hội để gieo trồng nhân thánh. Và đây là lợi ích thứ 10 vậy. Ha ha ha,